trích đoạn của Như Ý Đạo Thiền Chân Nhân chia sẻ về sự vận hành âm dương trong trời đất và con người. Cái đại vận chân khí hằng xoay vần theo trời đất, nên chi mùa xuân thì ở tại can, mùa hạ ở tại tâm, mùa thu tại phế, mùa đông tại thận. Còn tiểu vận nguyên khí xoay vần theo ngày tháng, giờ tí thuộc về tạng thận, giờ ngọ thuộc về tạng tâm, giờ mẹo thuộc về tạng can, giờ dậu thuộc về tạng phế. Trời đất có xuân, hạ, thu, đông, nhật, nguyệt có huyền, vọng, hối, sóc. Người có tí, ngọ, mẹo, dậu, sự xoay vần hằng tương hiệp vậy. Mùa đông thuộc khí âm, trong khí âm lại sanh một điểm dương, nên chi khí âm trở nên ấm mà làm mùa xuân. Ấy là âm làm chủ mà dương làm khách. Trong khí dương lại sanh ra dương nữa, khí bèn nóng nên gọi là mùa hạ. Rồi trong khí dương lại có một điểm âm sanh, khí bèn trở nên mát thì gọi là mùa thu. Ấy là dương làm chủ mà âm làm khách vậy. Trong khí âm lại âm sanh nên khí trở lạnh, gọi là mùa đông. Ấy là bốn mùa xoay vần của trời đất. Còn sự sáng lại tối qua là vì trong cái phách mà sanh ra hồn, nên gọi là ngày thượng huyền. Sau ngày thượng huyền thì hồn là thể, mà phách là dụng vậy. Trong cái hồn lại sanh ra hồn bèn tỏ, nên gọi là ngày vọng. Trong cái hồn lại sanh ra phách bèn tối, nên gọi là ngày hạ huyền. Sau ngày hạ huyền thì phách ấy làm thể, mà hồn ấy làm dụng vậy. Rồi trong cái phách lại sanh phách, nên gọi là ngày hối. Ấy là nhật nguyệt xoay vần lại qua bốn độ vậy. Trời đất có 360 ngày, nhật nguyệt có 360 giờ, người có 360 độ. Trời đất lại có 24 khí, nhật nguyệt có 24 độ, người có 12 giờ, xoay vần chẳng hề sai thố. Những giờ dần, thìn, ngọ, thân, tí, tuất, 6 giờ ấy thuộc về khí dương sanh, mẹo, tỵ, mùi, dậu, hợi, sửu, 6 giờ ấy thuộc về khí âm sanh. Còn ngũ hành luân chuyển thì giáp, bính, mậu, canh, nhâm, ấy là số ngũ hành thuộc dương. Ất, đinh, kỷ, tân, quý, ấy là ngũ hành thuộc âm. Từ giờ tí đến giờ ngọ, khí dương bèn sanh. Từ giờ ngọ đến tí, khí âm bèn sanh. Giờ tí thuộc về thiếu âm, khí âm có ít. Giờ sửu thuộc về thái âm, khí âm thịnh. Giờ dần thuộc về thiếu dương, khí dương có ít. Giờ mẹo thuộc về dương minh, khí dương tăng lên. Giờ thìn thuộc về thái dương, khí dương thịnh. Giờ tỵ thuộc về khuyết âm, khí âm xuất hiện. Giờ ngọ thuộc về thiếu âm, khí âm có ít. Giờ mùi thuộc về thái âm, khí âm thịnh. Giờ thân thuộc về thiếu dương, khí dương có ít. Giờ dậu thuộc về dương minh, khí dương tăng lên. Giờ tuất thuộc về thái dương, khí dương rất nhiều. Giờ hợi thuộc về khuyết âm, khí âm xuất hiện. Ấy là sự xoay vần phép định, một mảy chẳng ly. Bởi trong khí âm mà dương bèn sanh, nên khí dương sanh ở trước giờ mẹo. Trong hồn lại có phách sanh, nên khí âm sanh cuối giờ dậu. Nuôi lấy chân khí chẳng phải tại nơi mùa xuân, mùa hạ, nhưng mà mùa xuân mùa hạ ấy là chỗ dùng để nuôi chân khí. Vì xuân hạ thuộc tâm can, nuôi khí âm cũng chẳng phải tại thu đông, nhưng mà mùa thu, mùa đông ấy là chỗ dùng để nuôi lấy khí âm. Vì thu đông thuộc về phế thận,
nên chi nuôi khí âm dương cũng phải xây theo thời tiết mà cường dưỡng.